Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khi mà chúng ta phải hạn chế chỗ đông người, nhưng chuyên mục Chắp cánh ước mơ số này đã diễn ra ấm áp và gần gũi trong căn nhà nhỏ của ông bà nội em Bùi Anh Quốc, học sinh lớp 12A8, trường Trung học phổ thông huyện Ân Thi. Mất bố khi vừa tròn 8 tháng, mẹ lại bỏ đi biệt xứ. 18 năm qua, ông bà nội chính là bố mẹ của Quốc. Thương ông bà nội già yếu, bệnh tật còn nhiều lam lũ, Quốc luôn nỗ lực học tập, đạt học sinh giỏi qua các năm học. Với niềm say mê đặc biệt với bộ môn tin học, đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc vẫn luôn ao ước trở thành một kỹ sư tin học để sau này có thể báo đáp công dưỡng dục của ông bà nội. Khi chúng tôi đến, cả gia đình Quốc đang ngồi nhặt hành để kịp chuyển cho thương lái. Đây là công việc đem lại nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình. Chính vì vậy mà ông bà nội của Quốc dù đã 70 tuổi, nhưng ngày nào 3 giờ sáng cũng ở ngoài ruộng hành. Bà ấy thì mới đi mổ mắt về, ông ấy mắc bệnh quay là viêm dạ dày. Tầm 10 giờ tôi đến chơi, ông bà ấy vẫn tưới ở ngoài đồng. Mấy ngày hôm nay mưa gió đều đi từ lúc 3 giờ sáng. Tôi thấy ông bà già như thế này rồi làm như thế này là quá sức. Bắt đầu mới biết có ý thức mà cũng thấy ông bà ấy ăn nó rổ hành. Giá hành không phải lúc nào nó cũng ở một giá. Nên là điều đó là cái bấp bênh. Thứ hai nữa là phụ thuộc vào nhiều thời tiết rồi. Nó lại những lúc giá lên cao thì nhà mình không có nhiều hành. Nhắc về sự ra đi của bố Quốc, đó thật sự là nỗi đau nhiều oan trái khi mà bố của em lại qua đời dưới chính lưỡi dao của ông ngoại. Đó cũng là lý do vì sao gương mặt của Quốc luôn cúi thấp khi nhắc đến hai từ bố mẹ. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì em vẫn luôn có những dằn vặt riêng trong sâu thẳm. Mẹ cháu cũng chẳng có gọi là không có một cái gì mà nghĩ đến con cả. Ngày Tết thì nói thật với cô là các cháu nội ngoại rất là đông, gia đình tôi rất là đông các cháu. Chúc Tết thì tôi thấy cháu nó cũng một mình nó ngồi, thì tôi rất là cảm động mà thương cháu. Thì tôi lại cứ phải vào trong buồng thì 15-20 phút thì bắt đầu mới ra là tiếp được các cháu, rồi là các em. Nên là vì thấy nó thiệt thòi quá. Vượt lên hoàn cảnh riêng, không ngừng phấn đấu, Quốc luôn đứng trong top đầu của lớp về thành tích học tập, được bạn bè yêu mến, khâm phục. Bạn là một người rất hăng say phát biểu xây dựng bài. Bạn là một người rất tốt bụng và trong các giờ học thì những bài tập khó thì bạn luôn là một người hướng dẫn cho các bạn làm các bài toán. Và hầu như các môn thì bạn đều học tốt ạ. Nguồn động viên tinh thần lớn nhất của ông bà nội Quốc chính là kết quả học tập của em, những tấm giấy khen học sinh giỏi. Lớn lên bằng những gánh hành lam lũ của ông bà nội, Quốc quyết tâm học thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ ông bà vơi bớt khó khăn. Em Quốc là một em có học lực rất là tốt, và học giỏi tất cả các môn, học đều. Và đặc biệt là khối A thì em mới học xuất sắc, có thể là xếp số 1, số 2 toàn trường. Sau này em làm những ngày liên quan đến máy tính. Và muốn thực hiện được thì em cố gắng học giỏi và đỗ được đại học. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên phối hợp tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Bảo trợ thông tin. Như phóng sự ban đầu đã giới thiệu thì em Quốc có hoàn cảnh rất là éo le. Bố của Quốc mất sớm khi mà em mới tròn 8 tháng tuổi. Hiện nay thì Quốc đang ở cùng ông bà nội. Mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình thì phụ thuộc vào một xào hành của ông bà. Bằng sự nỗ lực của mình thì em Quốc đã vươn lên trong học tập, trở thành học sinh giỏi toàn diện các môn, đặc biệt là học sinh giỏi môn tin học cấp tỉnh. Ngày hôm nay diễn hành tài trợ đã có mặt tại đây để trao cho em suất học bổng trị giá 12 triệu đồng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Kiên, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em Quốc. Xin được cảm ơn đại diện nhà tài trợ VNPT Hưng Yên. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hưng Yên sẽ lên trao học bổng động viên em Quốc. Đặc biệt thì được biết là cháu có một cái năng khiếu về tin học, thì cũng rất là mong là có thể không những đồng hành trong quá trình cháu học tập mà có thể đồng hành trong quá trình sau này cháu ra trường và đi làm việc nữa. Qua cái chia sẻ của ông bà thì cũng chúng tôi cũng thực sự là rất là xúc động, thì mong rằng em Quốc cũng như là tất cả các em học sinh khác mà được học bổng của chương trình thì sẽ cố gắng học thật
tốt để sau này trở thành những người có ích cho xã hội. Đây là hai nhà tài trợ mà song hành để giúp cho các em học sinh của huyện nói chung và trong đó có học sinh của Ân Thi. Đều là những học sinh mà rơi vào điều kiện rất khó khăn. Và sau khi được trợ giúp của hai đơn vị đồng hành thì đây là điều kiện rất thuận lợi cho các em học sinh có cái điều kiện để học tập tốt hơn. Chương trình Chắp cánh ước mơ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.